Ba ơi, xem buồn gì bo? Buồn gì nè, anh Trọng phát hiện ra rồi nha. Ban ngày giả bộ nằm đây ha, hồi tối tôi rình tôi thấy ra ha, mò mò ra ăn hạt đó ha. Tự tin lên đi nè bo, thương bo nha. Nghe bo, hồi tối tôi ra tôi rình tôi thấy đây nè. Chứ đừng có giả vờ, trời ơi, giả vờ với tôi ha. Giả vờ làm chảnh với tôi ha. Chứ hồi tối tôi ra tôi gình tôi thấy đi tẹn tẹn ngoài nhà nè. Thì xong rồi ra ăn hạt uống nước nè. Cưng chua. Bo nè. Hé, đừng có... Ở đây thì đứa nào đó nó bự con lắm, nhưng mà bố cứ chơi đi, mấy đứa em nó hiền mà. Coca hiền nè, Pepsi hiền nè, dưa leo hiền. Mình chơi với mấy đứa đó thôi, mình đừng có chơi với mấy con kia. Hey bo đừng có chơi với bắp nè, đừng lại gần bắp, đừng lại gần mấy con kia thôi. Mình đi với mấy nhỏ nè, chứ đâu à. Mình phải sợ nha. Chứ hôm anh thấy bo gõ gàng nè, hôm anh nó bắt gặp bo gõ gàng nè, bo ra bo chơi mình nè, bo còn ăn hạt nữa, uống nước nữa, giấc khuya đó nhớ không? Ô bo nè, không có sợ gì hết ha, có anh Trọng này là không có sợ gì hết á. Trọng gãi cho nè, đã không? Gãi cái cây lỗ tai nè, phê lắm đó. Nghe bo. Bo nè. Ồ, sợ ai đâu. Đó. Kìa, yeah, dưa leo lại chơi với anh bo nè, dưa leo. Nè, dưa leo lại chơi liếm anh bo đi. Nè, dưa leo. Với mấy bo bây giờ á, quý vị, thì Trọng chỉ biết là dành cái tình cảm riêng cho bo thôi. Chứ để mà bo đi chơi chung với mọi người thì chắc còn lâu lắm, chắc khó lắm. Cái đó là mình nói là một cách thật sự luôn. Chỉ có dành tình cảm nói chuyện cho nó thân thiện với Trọng thôi. Chứ còn nó để thân thiện với mấy bé chó khác là chắc cái điều đó chắc chưa được đâu. Mấy bé con loại là cái thịt nó gung bạc bạc à, nó sợ lắm. Con chó con nó cũng sợ nữa, bị sang chấn tâm lý rồi đó. Thấy không, dưa leo là chó cái đó mà lại nó còn sợ nữa. Cái gì thấy không, thịt nó rung bập nó giật giật gì đó, nó sợ lắm. Bây giờ chỉ có một cái là mình thương yêu nó thôi, chứ còn nó để mà cho nó chạy giỡn với mấy con kia là khó lắm. Nhưng mà tối ông cũng chơi nha, tối chơi mình dữ lắm luôn á. Trọng thấy là tối Trọng ra Trọng nhìn nó bị ngủ ngoài trước nè, đâu vô phòng đâu. Không vô phòng nay nghĩ nó ngủ ngoài trước, thế Trọng cho nó ngủ ngoài trước này, mua nguyên một mình một cõi. Là nó vô phòng dữ lắm, là nó giỡn. Tối nó tự ra nó tự chơi rồi nó ăn hạt rồi luôn. Bởi vậy đó, chứ không phải là tự kỷ đâu, tại vì chắc là sợ á. Nè, bo. Đó, thì ngày nào mình cũng giỡn với nó gì nè, nói chuyện với nó. Người gãi, cái chọc nó gì nè, cho nó gần gũi mình. Trong cái hy vọng là bé bo là nó thân thiện, để Trọng ẩm bồng, Trọng giỡn với nó được. Kêu nó lại là mừng rồi. Chứ còn nó để mà cho nó chơi với con này con kia, chắc cũng chả phải cần thiết. Cần gì phải chơi với em bé bo. Mình lớn rồi, mình người lớn, cần gì phải chơi. Hả? Chơi với anh Trọng được rồi, chơi với anh Trọng được rồi nha. Cưng bo nha. Ngủ đi. Bo ơi, bo ngủ cho ngoan, để anh còn đi nấu cơm nữa bo à. Bo cơm, chỉ cần mỗi ngày nó vuốt, chỉ cần nó thân với Trọng được rồi, nó không sợ mình là được rồi. Còn mấy con chó khác Trọng không cần nó chơi chung đâu.
Bye bye mọi người nha. Bye bye, nằm yên nha, chơi vui nha.